trong cái lưỡi miệng, trong này nè, nó không ra đâu, nào vào trong trong nè, đấy, con gì chuối chuối đấy, riêng nhiên này, cứ yên tâm là về vợ không phải gì đâu, cứ có mồi là vợ ok. Mày dí cho phát ra co luôn. Con gì, con gì ấy? Ôi! Ôi chê ngon đấy. Chê ta à? Chê ta à, đúng không? Chê ta, ta. Phải chê ta. Đấy, chê ta. Đúng chê ta nhỉ. Chảy ngược nó lên vãi mà. Bắt cướp đây anh em nhìn này. Đúng là ở cái quê tôi có mỗi cái xóm làng bến này là bẩn nhất anh em ạ. Toàn cứt chó cứt bò này. Anh em nhìn thấy chưa? Chúng ta bỏ bón cỏ đây là bón bãi rác. Bẩn luôn. Bây giờ thì đổ đường nhựa ông nào nhỉ? Ta sẽ chẽ cho hả? Có lấy cam nhá ngoài á. Cho bay lấy cam. Đây nhé nè. Đấy đi nó sao gần. Ô. Nó tụt mẹ một cái. Thank you.
Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã đến với kênh Xạ Xệ. Hôm nay thì anh em Xạ Xệ là thấy trời rất là mưa. Thì vừa tạnh xong, bây giờ anh em Xạ Xệ là có Muhammad và Minh Câm. Ba anh em mình hôm nay lại đi đánh cá đây anh em. Hôm nay thì chỉ thiên về video đi bắt cá thôi anh em nhé. Đây, cho anh em xem toàn cảnh đê điều, đây, cảnh đồng quê nhà Xạ Xệ tuyệt vời chưa anh em. Đây, đây là Minh Phao Câu sẽ là người đánh cá chuyên nghiệp anh em. Đúng rồi. Đây là Muhammad bắt đầu cắm đồ anh em ạ. Anh à, đâu, điện đã cắm ra đây này. Muhammad chế này. Ủa, thế Muhammad hôm nay không cầm đi, nhỡ tí mưa thì làm nào. Làm mày, mày tí mưa làm nào. Nào chưa cắm. Anh em thấy đồ bắt cá đơn giản không anh em? Chế như thế này đó. Anh em ở lại xem trông hộ anh em nhà Xạ Xệ hai cái xe máy anh em nhé. Ok. Đây là chiếc nón huyền thoại của Bu mình. Mình phải mang đi tí lỡ nó có mưa thì. Đấy, xuống đây đánh trước. Muhammad đang giới thiệu ở đây rất là nhiều anh em ạ. Ui, đấy, kia, nha, đấy, đi vào đằng nào được? Đâu đi được? À kia Minh ơi, kia chỗ kia, đấy, đi. Ôi ôi, dẫm mà cứt trẻ, rất may là mình đi ổn anh em, hai cái đường mòn này. Đấy, đây, quay lối xuống. Cứt cá lại Việt đây. Kích cá kiểu Việt Nam anh em ạ. Anh đã bảo mày đi ủng vào. May cõng thằng Minh đi mày ơi. Anh đang cầm cái lón của bu anh không thì nó bay mất. Đấy đường vào đây. Đấy. Hả? Ui ổi kìa. Mày ơi. Nó bắt cò ấy. Đấy, bắt thế nào vậy? Đất nhai bây giờ thì cứ vào đánh cá đã. Anh không nhìn siêu thì ai nhìn siêu. Ui nhãn kìa. Ừ thì đánh đâu cũng được. Ra vật. Trộn. Không sợ đâu, không sợ. Sợ gì. Hay. Cứt ghê quá. Cái lâu rồi chuối. Con gì đây? Đi chưa đâu ạ, thôi. Đây này, trong này này. Chỗ này. Đấy, chỗ này này. Dí cho nó phát. Trong cái lửa miệng. Trong này nè, nó không ra đâu. Nào vào trong nè. Con gì đấy? Đấy. Riêng nhiên chân mình. Gì? Này. Cứ yên tâm là về vợ không có gì đâu. Cứ có mồi là vợ ok hết. Dạ. Thế anh em mà nó vui vui ở cái chỗ đấy.
đấy. Đấy nhập nhập thôi, sao ai giải được nhập thôi. Làm đôi con. Để xa quá. Vâng. Bé, con này tân quý phải bé. Đu mày oai. Nó được ba con đấy là ba anh em chia nhau mỗi anh em con đấy. Vâng. Cố cố. Về là ok ngay. Nói chuyện à. Ông mà không có tay cơ. Đấy đấy đấy. Đuổi. Nếu chạy đâu mà. Ra đây rồi. Đây này, chỗ này này. Đây này, rung rung chỗ này này. Đây này, đấy. Gì đi? Cứ gì đi? Đây rồi, đây rồi. Đây này. Đây này. Đấy, rất bảo đừng đừng nhấc xào dí đi. Dí này cứ nhấc 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 xào đi mẹ. Cái đi mày. Dép. Ở đấy nó không chạy đi đâu được. Dạ. Nó phải có mấy con mình ạ? Dạ. Đi đi theo đàn đấy. Không thấy á? Mày dí nhờ phát nhà co luôn. Im. À. Con gì ấy? Ôi. Ôi chê ngon đấy. Chê ta à, chê ta à, đúng không? Chê ta, chê ta. Phải chê ta. Đấy chê ta. Đúng chê ta nhỉ. Có gì á. Đấy con nữa này. Có cái đầu cu. Thế thì con ở kia vẫn là đúng đấy. May may quay lại đánh con quay lại. Đi 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 thôi đã. Đấy, như này. Đấy. Ờ. Đấy gì đấy. Nồn ốc. Ốc đâu. Thịt vẽ vừa xong đấy. Chút chê đấy. Ốc ấy. Có cái đầu lồn. Đây này, này. Nên một tí. Ôi, đánh tiếp nhá. Cái đỉ mẹ. Đâu ai gì. Ham không? Đây, đây tâm ở chỗ kia kìa. Không. Có vẻ nào xịt cơ nó phi. Đấy. 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 Nó thì nhức nhức sao? Nó thì gần đâu nữa. Ra này đừng vứt lên tao được. Chào cái đéo nhá. Chúa sư. Ghê nhỉ. So với tao thì ghê. Ghê nhưng mà đánh rồi cũng đỡ ghê. Nó sờ vào thì sau sau cu mà dám mò. Đấy. Đấy con chê ta chê rồi đó. Chê ta ngon nhỉ. Đánh bên này là đéo có đâu. Không có rồi, phải sâu rồi. Thôi thằng này bên kia. Cú này đánh hay kiểu chạy linh tinh lắm. Nó vào bèo hết.
đánh cố con nữa xong rồi làm con thì mẹ chả thế đánh cố không thì tí cơ mà cho cái thằng kia mấy con cá tép. Chúng này cũng có đấy, nếu mà họ còn được cá cũng được này, cũng là cố đánh vào cái điểm như thế nào thì phải đang đánh nó kia đi, nó đánh gì nhìn này. Anh em ơi, kéo là phi phát sang ruộng kia là mất đấy. Đánh cảm giác rất nhẹ nhẹ, đánh nhẹ nhẹ khi. Nó cứ cướp ấy không phải đâu, con nhái. Nên loa đài nói tài thế. Chị Tiên thì bảo vệ mình trước, trong này bảo vệ cháu ơi. Bảo vệ cháu ơi, trong thì bảo vệ cái gì ấy, không biết. Đấy, đây, Miu. Đấy, đấy. Ủa không, có mà. Nó có giúp này. Đây là lồn, quần đá. Anh ạ. Đánh này mà cái bánh. Bật tê à? Cố kiếm con nữa để ba anh em chia nhau ấy. Không có. Rắn rắn lại. Đâu? Không có ấy ở đây à? Thế à? Ok anh em mình lại quay sang bên kia nữa anh em ạ. Bên này hết rồi. Quay cố gắng ba anh em, mỗi anh em được con, chả được con chê thì được con chuối. Quay là cá quả, chê ngon. Lâu lắm rồi không nhìn thấy con chê ta to thế nhỉ. Nhưng có phải chê ta. Chê ta đấy. Ngon nhỉ. Cứ đi sang 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 bên kia. Ở đây mình được con nào này. Anh em mình lại chuyển chỗ anh em ạ. À. Thằng mua mét nó như thằng giả xe để đây để đoạn đấy, con đi xe ra lại ra đánh dồ đầu. Đẹp đấy, vồ được hai con cá này hơi đẹp đấy. Chọc bắt đây, Rupi này.